Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vừa lên Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặm phải cái gân gà. Ngày 12 tháng 6, phóng viên Lê Trung Khoa, Thời báo chấm d cho hay, thời gian gần đây, sự việc thầy Thích Minh Tuệ đi bộ khất thực tại Việt Nam đã trở thành một đề tài lớn được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, theo dõi và thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Đặc biệt sau biến cố rạng sáng ngày 3 tháng 6, khi thầy Thích Minh Tuệ cùng toàn bộ đoàn đi khất thực của ông bị lực lượng hàng trăm công an Việt Nam đột kích bắt cóc trong lúc họ đang ngủ, thì dư luận lại càng dậy sóng. Hơn 800 cơ quan báo đài của nhà nước Việt Nam đã im lặng trước hành động đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền. Không những thế, ngay cả đài truyền hình quốc gia VTV cũng tiếp tay tạo dựng các video clip giả tạo để tiếp tục lừa dối người dân trong nước và quốc tế nhằm che giấu sự vô pháp của các lãnh đạo đảng Cộng sản, những kẻ đã ra lệnh đàn áp này. Hình ảnh sư Minh Tuệ bộ hành dưới sự giám sát của an ninh. Truyền thông hải ngoại và quốc tế cùng những người dân trong và ngoài nước ngay lập tức đã đưa ra các thông tin xác thực và trần âm mưu và thủ đoạn đen tối của nhà cầm quyền Việt Nam, buộc họ phải thả thầy Thích Minh Tuệ để ông tiếp tục hành trình đi bộ khất thực, điều mà ông đã làm trong nhiều năm qua. Hiện nay, thầy Thích Minh Tuệ đang bị quản thúc hay còn gọi là bị giam lỏng tại tỉnh Gia Lai. Thầy không được phép đi ra khỏi khu vực này, ngay cả khi đi khất thực cũng trong khu vực này luôn có công an và an ninh bám sát thầy. Đây là một vụ việc lớn có tác động sâu rộng trong lòng người dân Việt Nam. Là người đại diện cho nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Tô Lâm cần có trách nhiệm đảm bảo việc thực thi hiến pháp, mà trong đó quyền tự do tín ngưỡng đã được ghi rõ trong Điều 24 Hiến pháp năm 2013. Nếu không làm được điều này thì rõ ràng ông Chủ tịch đã không hoàn thành trách nhiệm của người đứng đầu nhà nước, mà lại lúng túng như kẻ đang gặm phải cái gân gà. Trước đó một ngày, ngày 11 tháng 6, nhà báo Hiếu Chân của báo Người Việt bình luận sao nhà cầm quyền sợ sư Thích Minh Tuệ, hình ảnh gương mặt bất thiện của chỉ huy an ninh bám sát thầy. Tác giả cho biết, nhiều video trên mạng xã hội cho thấy sự Thích Minh Tuệ xuất hiện trong một túp lều tôn mà Phật tử hâm mộ gọi là cốc. Người hâm mộ tạm yên lòng khi thấy vị hành giả yêu kính của họ đã không đột ngột biến mất, như các vị tiền bối giáo chủ Huỳnh Phú Sổ hoặc Tôn sư Minh Đăng Quang. Tác giả nhận xét, về phía nhà cầm quyền sau vài màn trấn áp và lừa gạt trên truyền thông, họ yên tâm là sư Minh Tuệ đã nằm trong vòng kiểm soát. Nhất cử nhất động của ông đều được công an chìm nổi với dân quân túc trực theo dõi. Tác giả nêu vấn đề tại sao nhà cầm quyền phải sợ. Một vị hành giả đầu trần chân đất, đội nắng đội mưa, bộ hành trên đường thiên lý, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, ai cho gì ăn nấy, y phục là những mảnh vải bỏ đi ghép lại, một xu cũng không dính túi, buông bỏ mọi tiện nghi vật chất của trần gian thì có gì đáng sợ. Tác giả đánh giá sư Minh Tuệ không phải là nhà bất đồng chính kiến hay nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền. Sư không truyền bá một ý thức hệ nào đối lập với chủ nghĩa cộng sản. Dù bị bám sát, quản thúc, nhưng sư thầy vẫn giữ nụ cười từ ái. Sư không phải là nhà truyền giáo mà là một hành giả, người thực hành, một phép tu đã có hàng ngàn năm tuổi với mục tiêu diệt trừ tham sân si, chấm dứt khổ đau, ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Sư Minh Tuệ là một hành giả cô độc, ông chỉ là người học Phật. Sư Minh Tuệ không có gì đáng sợ cả, vậy tại sao nhà cầm quyền phải lao tâm khổ tứ bày ra trăm phương ngàn kế để làm khó ông? Tác giả cho rằng, nhà cầm quyền sợ vì sư Minh Tuệ là một trường hợp rất đặc biệt, về một người tay không tấc sắt lại có sức mạnh vô biên. Bằng tấm gương từ bi hỷ xả, kiên cường và buông bỏ hoàn toàn những dục vọng trần thế, kể cả sinh mạng, tận tâm tận ý cho một mục tiêu duy nhất là giải thoát, sư Minh Tuệ đã cảm hóa được hàng triệu người. Tuy không có điều tra xã hội học hay thống kê chính thức về tác động của tấm gương Minh Tuệ, nhưng qua những lời bộc bạch trên các trang mạng truyền thông, có thể cảm nhận người dân mình đã dần tốt lên, hòa ái hơn, bớt hung dữ và sân hận. Tác giả bình luận, giống như bóng tối sợ ánh sáng, chế độ cai trị dựa trên sự lừa gạt, gian dối và bạo lực, tự nhiên phải lo âu trước sức mạnh của sự thật và lòng từ ái. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin vừa lên Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặm phải cái gân gà. Chỉ khi nào Việt Nam có tự do tôn giáo thì Phật giáo mới được chấn hưng. Ngày 11 tháng 6, BBC tiếng Việt có bài bình luận sư Thích Minh Tuệ, nhu cầu bức thiết thanh lọc giáo hội Phật giáo Việt Nam.
BBC dẫn một số nhà quan sát cho rằng dù hành trình bộ hành đặc biệt của sư Thích Minh Tuệ đã dừng lại, nhưng còn đó nhu cầu cấp thiết cần thanh lọc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổ chức không công nhận ông là tu sĩ. Hình ảnh bài bình luận trên BBC. BBC dẫn lại một bài viết của tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm năm 2022 nhận định, bất chấp sự phát triển về hình thức và quy mô, tinh thần chánh pháp và tu học của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang đi xuống. Theo BBC, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định mục đích của mình là phụng sự lý tưởng, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Theo đó, các tăng ni của giáo hội, đặc biệt là các bậc chức sắc, tích cực tham gia vào những nhiệm vụ chính trị mà Đảng Cộng sản Việt Nam giao phó. Nhiều sư thầy thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam gia nhập Đảng Cộng sản và được tuyên dương là có thành tích ngăn chặn các âm mưu xuyên tạc, kích động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. BBC cho biết công tác này không chỉ được thực hiện trong nước mà còn vươn ra hải ngoại. Hiện nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có các hội Phật tử, trung tâm văn hóa Phật giáo của cộng đồng người Việt ở 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. BBC dẫn quan điểm của ông Bửu Nguyễn, nghiên cứu sinh ngành Phật học ứng dụng tại Nanjing Institute Úc, thì theo giáo pháp của Đức Phật, tu sĩ không được tham gia vào những việc như vậy. Đã xuất gia rồi thì chỉ lo việc tu tập với mục đích là giải thoát. Hình ảnh sư Thích Minh Tuệ. BBC cũng dẫn Thượng tọa Thích Đồng Long, chánh thư ký, ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất miền Quảng Đức, một tổ chức thành lập năm 1964 nhưng không được chính quyền hiện nay công nhận, cũng đồng tình với ý kiến rằng nhà sư không nên tham gia chính trị. Việc nhà sư tham gia chính trị là hoàn toàn không phù hợp. Có thể trong một xã hội nhiều biến động, mình cần làm những gì có lợi cho đạo, cho dân trong một giai đoạn thì có thể phù hợp, xong rồi thì trở về tu học. Còn nếu trọn đời người đó đã tu mà tham gia vào một tổ chức đảng phái chính trị và vì quyền lợi ích của tổ chức này mà sẵn sàng làm những điều có thể trái với đạo đức, trái với lời Phật dạy, thì vấn đề đó hoàn toàn không phù hợp. BBC dẫn hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ, việc tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tự nguyện. Tuy nhiên, kể từ khi thành lập cho tới nay, giáo hội này luôn thực hành một chính sách mà giới quan sát gọi là độc quyền Phật giáo, đó chỉ là công nhận các thành viên của mình là tu sĩ. Người tu hành và các cơ sở Phật giáo độc lập cho biết họ thường xuyên được mời gọi, thậm chí bị gây áp lực để tham gia giáo hội này. Sư Thích Đồng Long nói, họ gây khó dễ cho công tác tu học của chúng tôi. Họ đã nhiều lần kêu gọi chúng tôi phải tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc doanh của họ. Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, người từng bị chính quyền Việt Nam kết án tử hình. BBC nhắc lại một số vụ đàn áp các tổ chức Phật giáo độc lập như vụ bắt tù ông Phan Văn Thu, người sáng lập Ân Đàn Đại Đạo. Ông Thu và hai thành viên đã chết trong tù, còn 12 người vẫn đang trong trại giam. Một sự kiện khác là vụ bắt giam cha con ông Bùi Văn Trung, người sáng lập đạo tràng Úc Trung thuộc Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang, hay các vụ đàn áp đối với các tu sĩ nổi tiếng như Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ. Trong khi đó, vẫn theo BBC, một loạt những lùm xùm liên quan đến lối sống, cách hành đạo, thuyết giảng của các tu sĩ là chủ yếu thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gây bức xúc dư luận và suy giảm niềm tin vào Phật Pháp và tu sĩ. Trong bối cảnh đó, ông Bửu Nguyễn cho rằng việc thanh lọc hàng ngũ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là vô cùng bức thiết. Nhưng theo sư Thích Đồng Long thì thanh lọc mấy cũng không ăn thua. Chỉ khi nào Việt Nam có tự do tôn giáo thật sự, các tổ chức tôn giáo độc lập, có thể ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có những giáo hội khác, những tổ chức, những hệ phái khác được tự do hành đạo, được chính quyền chấp nhận, không đàn áp, thì khi đó mới mong rằng Phật giáo tại Việt Nam có thể chấn hưng và phát triển được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo .d với bản tin Chỉ khi nào Việt Nam có tự do tôn giáo thì Phật giáo mới được chấn hưng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo .d.